bên trong thì rất là đẹp. Các bác nhìn này, ghế da nguyên bản theo xe từ đầu luôn các bác nhá. Ghế da nguyên bản theo xe từ đầu. Xe thì được lên một màn hình Android rất là đẹp. Tắp lô tắp ly rất là mới luôn. Chào bác Huy nha. Chào bác Lăng Nguyễn, chào bác Đặng Trung Trang, chào bác Nguyễn Tuấn nha. Xe thì rất là nhiều. Đấy, bác nào mà mua chiếc xe nào, các bác cứ nhắn tin, cứ chấm cho em một chấm ở dưới các bác nhá. Em Hương Tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Trong buổi rất là mát trời ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá công việc của em Hương hàng ngày thôi. Khung giờ vàng 11:30 các ngày trong tuần thì em đều có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương của em. Báo giá và cũng như là giảm cho mình rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Chào anh Nguyễn Minh Quân này, chào anh Chí Minh, chào bác Thơm Lê. Anh Minh Quân lâu lắm mới thích xem like của em Hương nhé. Bác Thơm Lê ơi chia sẻ cho em. Bác Sơn Cường chia sẻ cho em nào. Số hotline em sẽ ghi ở đây nhé, 0354602790. Rất mong rằng các bác xem livestream của em Hương thì sẽ cho em Hương xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân mọi nhóm ạ. Chào em đẹp gái, em về đến nhà rồi nhá chị nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ, cảm ơn nhá. Về nghỉ trưa đi em ơi, tối lại like anh ơi, like tối về muộn lắm. Hải Dương giờ còn đang bão nữa cơ. Em chào anh Trương Nguyễn, anh Trương Nguyễn, anh Minh Quân ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chào bác Gia Hân ạ. Chia sẻ cho em đi ạ. Hôm nay thì em về thêm lại là Innova nhé. Lại về thêm rất là nhiều Innova này, 5 chỗ gầm cao. Về thêm Chevrolet Cruze màu đỏ. Cruze bây giờ em phun bảng màu rồi. Chào anh Dương Văn Thuật nhé. Cruze mới về màu đỏ, form độ thể thao, nhìn rất là sang trọng, rất là đẳng cấp luôn. Cái gì chứ chia sẻ anh làm được chứ. Em cảm ơn anh chia sẻ cho em lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Hôm nay rất là mát luôn. Rất là mát luôn. Đây này là hôm em rất là tự tin báo giá trên livestream sẽ có nhiều khách hàng xem. Thì mỗi hôm lắng quá là các bác đi ngủ sớm đấy. Hải Dương mát cực kỳ luôn. Em chào anh Nguyễn Duy Quang này. Vì em vào muộn mất 10 phút rồi nên em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay luôn. Cảm ơn anh Trương Nguyễn nhé. Hôm nay thì mát rồi. Hôm nay là không cần phải áo lắng nữa rồi, đội quả lón thần thánh vào thôi. Quả lón thần thánh của em Hương. Chân dài đội lón bán ô tô cả cái Hải Dương, cả cái miền Bắc này thì chỉ có một mình em thôi. Nên các bác mà chỉ cần bảo là anh mua xe của cô chân dài đội lón bán ô tô là các bác biết ngay là em Lê Hương rồi. Xinh gái bán ô tô thì nhiều lắm, nhưng mà chân dài mà đội nón thì chỉ có một mình em thôi các bác ạ. Em có người yêu chưa, em độc thân anh nhá. Vẫn còn độc thân. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Bây giờ thì em bắt đầu đi báo giá đây. Mở bát ngày hôm nay là một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2014 này. Giá chào bán là 289 triệu. Cruze này nó sẽ khác những dòng Cruze khác vì bên ngoài em nó là một hệ độ các bác nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Duy Quang này. Chia sẻ cho em lên nha, em nhìn anh Quang hơi lạ một chút này, chắc là mới xem livestream của em. Đừng quên những lượt thích trang của em. Nếu như khi nào mà em có ô tô tầm giá tiền, tầm kinh tế, tầm mục đích mình sử dụng thì đừng quên em Lê Hương ạ. Chào anh Văn Tuấn nào, chào anh Bùi Tấn, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Chevrolet Cruze 1.6 bản này là lắp ráp trong nước các bác nhìn này. Làm gì có dòng xe nào trên 200 triệu mà độ được lên lắp cabo đẹp như thế này. Không chỉ độ lắp cabo này, độ luôn cả cái phần mang ở bên cạnh này. Giống như một dòng xe hạng sang có mang cá mập luôn. Một bộ la răng xương cá rất là chất chơi luôn. Cánh gió phía sau thể hiện đẳng cấp này. Chevrolet Cruze đời 2014 biển Sài Gòn này. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, bô líp thể thao lắp lên. Các bác nhìn cả phần cánh gió này, siêu xuất sắc luôn. Em là con gái mà em đi em còn cảm thấy nó phong cách nữa nè. Lộ thất bên trong các bác nhìn này, bên ngoài màu đỏ, bên trong cũng là sự kết hợp đen và đỏ. Ốp cả phần chống tì tay này, cái phần này. Em này thì lên màn hình ZTEC 10 inch rồi, siêu lớn luôn. Số sàn, ghế da cao cấp, máy số ngon đẹp luôn các bác nhé. 289 triệu cho một em Chevrolet Cruze đời 2014, em này gọi là siêu độ rồi. Nhìn này, đèn bi này, dải đèn led này, lên la răng xương cá này, bộ mâm rất là chất này. Chào em Vios, em anh Đại Phát ơi, Vios thì em còn đời 2011, 2009 và 2010. Vios đời 2014, 2016 thì chiều qua em vừa mới đăng ảnh lên Zalo phát là có bác ở bên, một bác Bắc Giang và một bác ở trong Quảng Lễ bên Quảng Ninh là cọc rồi. Tại anh Đại Phát đợi em một chút nhé, em còn Vios 2011, 2009 và 2010 anh ạ. Chào bác Bùi Bạch, chào bác Bình Mạnh này, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ.
Bên cạnh chiếc xe Chevrolet Cruze với lốp sơn màu mận cherry thì em còn có một em Mazda 3S số tự động đẹp, cũng lên cái cánh gió thể thao các bác nhìn này. Rất là chất chơi luôn. Mazda 3S đời 2009 bản nhập khẩu. Em này chỉ có bao nhiêu tiền? 285 triệu. Hai em này là gần như là bằng tiền nhau rồi. Các bác muốn đi xe số sàn thì em có Cruze, muốn đi xe đỏ số tự động thì em có Mazda nhé. Rất là đẹp luôn. Cảm ơn bác Ngọc Trâm, cảm ơn anh Bùi Tấn này. Giọng em nó cứ chóe là nó to quá đấy ạ. Mazda số tự động. Hôm nay thì em còn về thêm một em Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Ôi dồi ôi, Xpander kìa các bác kìa. Sáng nay em bận. Sáng nay thật sự bận luôn. Giờ về nhìn bao nhiêu là xe đẹp cập nhật luôn tục luôn. Một em 5 chỗ ngồi gầm cao SUV 2 cầu máy xăng số tự động bản nhập khẩu đời 2011. Tucson máy xăng 455 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao biển thủ đô Hà Nội. Lên rồi xin nhan trên gương. Đèn bi salon giải đèn led định vị ban ngày. Một rào nốp dày dặn theo xe này các bác nhìn này. Phanh ABS chống bó cứng, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson nhá. Em này là ghế chỉnh điện này các bác này. Ghế chỉnh điện 10, màn hình to đùng vật vã ngã ngửa luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Có khóa cầu V-Sai đầy đủ cho em này. Khóa cầu V-Sai giá chào bán 455 triệu. Cửa sổ toàn cảnh Full HD không che một tí nào. Cửa sổ toàn cảnh các bác nhé. Ghế da zin máy số đẹp. Ghế da cao cấp màu lâu các bác nhé. Cửa sổ toàn cảnh này các bác này. Cửa sổ trời rất là chất luôn. 455 triệu số tự động 2 cầu máy dầu khóa cầu V-Sai. Đầy đủ công nghệ option đề lổ thông minh, màn hình giải trí. Xe cực đẹp luôn các bác ơi. Chào bác Nguyễn Đình Lan, chào bác Vương Quốc Huy. Đừng quên những lượt chia sẻ với cho em nào. Chào bác Xuân Thành. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi này. Bên đây thì em còn có một em siêu phẩm nữa đây. Xpander. Ui dồi ui. Ui dồi ui, sao lại đẹp thế này. Xpander, bác nào quan tâm Xpander nhưng mà chưa có giá rồi. Xpander này chưa có giá rồi, chắc là phải chiều mới lên được giá này. Bên đây thì em còn có một em siêu phẩm Sờ Bắc này. Sờ Bắc. Sờ Bắc biển 20. Biển 20 biển D các bác nhá. Em Sờ Bắc này là đăng ký 2 chỗ ngồi, điều hòa mát lạnh, con này mới về anh. Điều hòa mát lạnh luôn. Giá chào bán 85 triệu trên livestream cắt lỗ còn 80 triệu thôi. Bao rút hồ sơ Sờ Bắc đây các bác này, xe đi công vụ nhà em. Cứ đi đâu là đi xe công vụ hết. Xe này là xe công vụ, là điều hòa mát lạnh 0.8 thôi, ăn xăng như người. Ăn xăng như người mà lổ máy lên thì nhẹ ơi là nhẹ luôn. Đây có màn hình giải trí này, ghế da các bác nhìn này, chất lượng chưa? Đăng ký 2 chỗ ngồi các bác nhé. Sờ Bắc 85 triệu còn 80 triệu các bác đi cả cái miền Bắc cho em. Đừng có nghĩ là xe rẻ là các bác không đi được nhá, vừa đi vừa đùn nhá, mà xe nhà em bao tết đi cả cái miền Bắc luôn. Chào bác Kim Cương, chào bác Phạm Thuận, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Hôm nay rất là mát rời này. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, bình luận phần phía dưới bài livestream của em. Thì em sẽ quay cho mình chi tiết về những dòng xe mà mình đang quan tâm. Ở đây có bác nào đang quan tâm về xe 7 chỗ ngồi thì em Hương có Innova 7 chỗ ngồi đời 2007. Em này là Innova bản G, bản 2.0 bản G các bác nhé. Innova bản G số sàn em Hương đang bán là 250 triệu. Cam kết không khoan đục, không taxi. Các bác nhìn này, trần nguyên zin nhá, bọc ni lông sạch sẽ. Innova là ba hàng ghế thì tất cả ba hàng ghế đều có ba dàn điều hòa, nên các bác ngồi ghế nào cũng rất là mát, máy số thì ngon, túi khí an toàn. Innova bản G 2007 đây ạ, 250 triệu. Bây giờ bên em Hương ít nhất là phải có 6 đến 7 đầu xe Innova nhá. Nên các bác có tầm tiền như thế nào cũng đều có sự lựa chọn cho mình. À, anh ơi, nếu như mà làm trả góp thì xe phải trên 300 triệu trở lên thì mới làm trả góp được, còn dưới 300 triệu không làm trả góp được anh Lê Văn Dậu nhé. Dưới 300 triệu là khuyến ngôn ngân hàng họ không hỗ trợ trả góp cho mình ạ. Muốn làm trả góp, thứ nhất là xe phải từ đời 2015 trở lên, thứ hai là xe phải trên 300 triệu trở lên anh nhé. Chào anh Trần Khải này, chào anh Cường Hương này, à, Công Hương hay Công Hường. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Bên đây thì em còn có một em Innova đời 2007 nữa đây. Một chủ từ mới, máy số zin, biển Hà Nội.
tư nhân gia đình sử dụng Innova 2007 số sàn 2.0. Em lấy giá chào bán 240 triệu. Rất là nhiều Innova luôn. Hôm nay em lên sóng Innova trước nhé. Để những bác nào đang quan tâm về Innova thì có thể xem luôn này. Đời 2007 240 triệu có Innova một chủ bản E. Bên đây là Innova bản G 250 triệu, chỉ trên 200 triệu thôi là mua được Innova rồi. Rất là nhiều dòng xe đẹp đang được chào bán bên em đây, ô tô Hải Dương đây ạ. Chào anh Boy Vũ Văn này. Boy Nam Vũ Văn chào bác Quảng Nguyễn này. 240 triệu cho Innova này. Bên đây thì em Hương có một xe i10. i10 bản đủ đời 2015 nhập khẩu động cơ 1.0, giá chào bán là 248 triệu. Bây giờ xăng đang đắt như thế này thì i10 đúng là lên ngôi rồi các bác ạ. Với động cơ chỉ có 1.0 thôi, form dáng nhỏ gọn, bản nhập khẩu, thân vỏ cứng cáp, máy số thì ngon. i10 luôn được lòng khách hàng nhà mình trong thời điểm xăng đang rất là đắt nhé. i10 248 triệu, nếu như các bác mà quan tâm về i10 thì bên em Hương lúc nào cũng sẵn từ 8 cho đến 12 đầu xe i10 luôn. Bản đủ, bản thiếu, số sàn, số động đều có hết này. Chào anh Sơn Nô này, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Chào anh Hà Tùng, chào anh Trần Khải này. Bên đây thì em Hương lại có một chiếc Innova nữa này. Rất là nhiều dòng xe Innova luôn. Từ nãy đến giờ đã sương sương 3 chiếc rồi. 1, 2, 3. Chiếc này là chiếc thứ 3 này. Chiếc Innova này cũng là bản G của em Hương này. Đời 2007, giá chào bán 225 triệu. 225 triệu có xe Innova đi rồi các bác nhé. 225 triệu Innova bản G 2.0 số sàn. Màn hình OLED cỡ lớn rồi, điều hòa các bác nhìn này, túi khí an toàn, ghế da căng mọng luôn, sàn bẹ sạch sẽ, máy số thì ngon. Innova bản G 225 triệu đời 2007 số sàn 2.0. Bên cạnh chiếc Innova dài và to thì em còn có một em Spark này. Spark đời 2015 số tự động đẹp, giá chào bán là 235 triệu. Em này đăng ký 5 chỗ ngồi. 200 triệu bán Innova. 200 triệu con này á, con này là 225 triệu cơ anh Tấn ơi. Trên livestream ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng cho anh Tấn, còn 215 triệu cộng bao rút hồ sơ. Đến xem xe trực tiếp bớt thêm cho anh một chút nữa. Riêng anh Tấn cứ phải là tơi luôn. Khách VIP không bỏ sót một buổi livestream nào của em Hương thì giá cực kỳ yêu luôn. Thời điểm bây giờ là đang rất là nhiều Innova. Nếu như anh Tấn hoặc khách hàng nào đang xem livestream của em mà đang quan tâm về dòng xe 7 chỗ ngồi thì bây giờ các bác có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Anh Tấn ơi, kết nối Zalo cho em đi 0354602790 để được em tư vấn này. Bên đây thì em còn có Spark 5 chỗ ngồi số tự động đời 2015, giá chào bán là 235 triệu. 235 triệu, chào bác Xuân Cường, chào bác Lê Thắng, chào anh chị Hà Doan. Chia sẻ cho em đây được không ạ? Bên đây thì em còn có một chiếc xe Mẹc C250 bản Blue cao cấp này. Mẹc đời 2009, số tự động, động cơ 1.8. Em Hương đang bán là 379 triệu. Con đầu tiên nó là 250 triệu cơ mà anh ơi. Làm sao mà một xe bớt được 50 triệu? Nếu thế thì em Hương chỉ cần bán 3 xe là em Hương nghỉ thôi. Lãi nhiều thế thì bán 3 xe là nghỉ thôi. Đỡ phải live stream lắng suốt ngày. Chào anh Phong Bùi nhá. Chia sẻ lên 50 khách hàng cho em đi ạ. Hôm nay thì em còn có một em Hyundai Solata này. Chào anh Văn Khương này. Hyundai Solata đời 2009 bản nhập khẩu 2.0 số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 288 triệu. Còn 280 triệu bao rút hồ sơ cho một em Hyundai Solata phân khúc hạng D, hạng sang các bác nhé. Biển Hà Nội lên đèn bi rồi, máy số thì cực ngon luôn. Còn bên đây i10, một chiếc xe i10 nhập khẩu, thân vỏ cứng cáp, máy số thì ngon, biển 75 này. Giá chào bán chỉ có 168 triệu thôi. Em i10 này là em út về giá rồi. Em út này, 168 triệu đời 2013, số sàn có i10 đi. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có Kia Sportage này. Phiên bản limited, tức là bản giới hạn đây. Một chủ 4 số, biển Hà Nội, tư nhân zin đẹp luôn. Kia Sportage 2010 nhập khẩu bản Limited 2.0. Em Hương đang bán là 466 triệu, công nghệ đồ chơi là full hết rồi. Công nghệ đồ chơi đầy đủ hết rồi, cửa sổ toàn cảnh. Các bác đã từng trải nghiệm
một chiếc xe mà có sấy sưởi ghế này, điều hòa ghế hai vùng nóng lạnh chưa ạ? Thì em Hương có này. Kia Sportage điều hòa ghế hai vùng nóng lạnh sấy sưởi ghế là bình thường rồi. Bây giờ có cả điều hòa ghế nhá. Phiên bản giới hạn 5 chỗ ngồi gầm cao, gương kính thì auto tự động cho em. Phanh ABS trang bị bó cứng cả 4 bánh này. Đồi lổ thông minh, màn hình giải trí cửa lóc toàn cảnh luôn. 466 triệu. Thôi để em Hương có em Innova 200 triệu nào. Là mới mua rồi dồi anh ơi, 225, 210, 50, 200 triệu nó sát nhau mà. Bớt 10 triệu đồng trên livestream đấy là bớt thật sâu trên livestream khách VIP của em nè anh ạ. Nên là bây giờ xe đẹp thế là phải quất luôn thôi anh ơi. 200 triệu em cũng có nhưng mà em đâu nhỉ? 199 triệu có Innova này, anh Bùi Tấn này. Dưới 200 triệu em Hương có luôn này. Innova biển 38 đời 2008 số sàn 2.0. 199 triệu anh Tấn nhá. Xin nhan trên gương này. Đây các bác nhìn này. Dưới 200 triệu có Innova luôn. Cái này người ta gọi là nhạc nhạc nào cũng nhảy, xe nào em cũng có luôn đấy ạ. Innova 199 triệu là đời 2008 này. Còn về Accent thì em có này, một chiếc Accent bản Blue cao cấp đời 2015, em này nhập khẩu này. Đèn bi này, giải đèn nét xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ rồi. Accent màu trắng đẹp, số tự động 383 triệu đời 2015. Số tự động đẹp thì có Accent đi nhá, hai vợ chồng này. Màu trắng rất là hợp phong thủy với nhiều giới tính cũng như là về tuổi. Accent 383 triệu đẹp căng luôn, phanh ABS chống bó cứng, một dàn lốp dày dặn. Cửa lóc đầy đủ nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, Accent trắng đời 2015, số tự động 383 triệu. Đằng sau chiếc Accent trắng thì em còn có một chiếc Accent nhập khẩu màu xanh đá mới về này. Em này là biển 73. Accent màu xanh đá nhập khẩu 2012, động cơ trang bị 1.4. Giá chào bán là 355 triệu. 355 triệu có xe Accent đi này. Chuẩn luôn em ơi, có luôn mà. Nhạc nào cũng nhảy. Accent màu xanh đá, các bác nhìn nhá, em này số tự động này 355 triệu, ghế da zin này. Trần lỉ nguyên zin, em này thì không có cửa lóc. Còn em 2015 kia màu trắng kia thì có cửa lóc nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe, điều hòa auto hai vùng rồi. 355 triệu cho chiếc Accent số tự động màu xanh. Xanh này nó giống như cái màu màu xanh đá đá ấy, không phải màu đen đâu ạ. Nhìn rất là cứng cáp và đẹp luôn. Một dàn lốp rất là dày dặn, phanh ABS. Phía sau xe cũng được trang bị cho em Hương là bốn mắt cảm biến va chạm này. Accent 2013, giá chào bán là 355 triệu số tự động. Accent 2015 màu trắng số tự động phía trước kia là 383 triệu. Chào anh Nhanh Phương, chào bác Hoàng Văn Hậu, chào bác Nguyễn Thịnh. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Chào anh Tạ Duy dạo này bận lắm. Giám đốc ở đâu bận lắm cơ. Chẳng thấy khi xem đến livestream của em Hương gì cả. Chào bác Nguyễn Thịnh nhá. Bên đây là Innova nữa này. Một siêu phẩm Innova biển 99, nước sơn màu bạc đời 2014. Em Innova 2014 này là form dáng khác rồi này. Nhìn form nó đã khác rồi. Đời 2014 7 chỗ ngồi, em Hương đang bán là 368 triệu. 368 triệu cho chiếc xe Innova đời 2014, màn hình ZTEC, túi khí an toàn, điều hòa 3 vùng. Em này có một cái mùi rất là thơm. Không biết là bác nào hay hút xì gà hay là thuốc lá Socona mà toàn ngửi đến mùi Socona thôi. Chiếc Innova đời 2014 này 368 triệu bản E 2.0 7 chỗ ngồi. Phanh này, dàn lốp rất là dày dặn và đẹp luôn. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Chào anh Nguyễn Nhàn. Anh Nguyễn Nhàn đã tìm cho mình được một chiếc xe ưng ý chưa ạ? Khách VIP của em. Với cái tầm tiền mà hơn 200 triệu đi xe số tự động nhập khẩu, lại còn có cửa lóc đề lổ thông minh, đầy đủ công nghệ. Đầy đủ công nghệ, đồ chơi và option thì em có siêu phẩm CDX. Ây à, quên đấy, em này bán rồi. Xin lỗi nhé, em này bán rồi, đơ tí em này bán rồi. Bỏ qua đi. Bên đây thì còn có một em Kia Morning nước sơn màu vàng zin đẹp. Morning đời 2016, số sàn em Hương đang bán là 215 triệu. Nước sơn màu vàng zin đẹp, đèn halogen,
có đèn gầm đầy đủ rồi, lên một bộ mâm rất là chất luôn. Một bộ mâm đẹp đây ạ. Kia Morning 2016 giá chào bán 215 triệu. Chào bác Lê Toàn, chào bác Nguyễn Dũng, chào bác Lam Hường, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ đây các bác ơi. Chia sẻ rồi mua xe ô tô nhìn thấy rồi là mỗi bác cứ giảm 10 triệu đồng. Bác nào thân thiết họ hàng cho hắn 15 triệu trên livestream luôn. Úi giời ơi. Bớt thế mà còn không mua nữa thì chịu chết rồi. À đây thì em còn có một em Mazda này. Một em Mazda 3 phanh tay điện tử đời 2017 giá chào bán 555 triệu. Phanh tay điện tử hai chế độ lái nhé. Mazda 3 form dáng mới. Các bác nhìn mặt logo này, mặt ga lăng này. Nhìn rất là chất luôn. Đèn bi sa lông, giải đèn nét, phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Cửa lóc đầy đủ, động cơ trang bị là 1.5. Mazda 3 đời Mazda 3 đời 2017 đây. Các bác nhìn form dáng dòng xe sang nó vẫn khác không? Tựa tựa như xe mẹt các bác nhìn này. Phanh tay điện tử này, hai chế độ lái này. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm và khẩu lệnh trên vô lăng rồi. Ghế da zin, máy số zin, bao test hãng toàn quốc cho mình. Đến xem xe vẫn bớt thêm lộc lã bao rút hồ sơ. Mazda 3 form dáng mới 2017, 555 triệu, nước sơn màu đỏ mận cherry các bác nhé. Không phải là đỏ chót tròn trọt đâu mà là màu mận cherry nhìn rất là đẹp. Cam nùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ rồi ạ. Em chào anh Phạm Thanh, chào anh Huân, chào anh Thịnh Nguyễn, chào anh Hùng Phạm Xuân. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Xem CDX em ơi. Rồi để em tìm CDX nào. CDX nhà em Hương nó phải gọi là bạt ngàn luôn. CDX nào, sang bên đây đi. CDX em Hương nhiều lắm luôn ạ. Hơn 200 triệu có xe số tự động đi thì chỉ có thể là CDX thôi. Máy số thì chất này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. CDX của em Hương đâu nhỉ? Mát quá, Hải Dương hôm nay quá là mát luôn. Rồi, CDX đánh ở ngoài nhé. Anh Hùng Phạm Xuân ơi, đợi em một chút nào. Một siêu phẩm CDX đời 2009 bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.6, nước sơn màu xanh đá đẹp đây. Xanh đá cực kỳ cứng cáp mà nước sơn màu nhìn rất là mạ lạ mắt luôn, nhìn trẻ trung cực các bác ạ. 238 triệu, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cửa lóc đầy đủ, có CDX của em Hương. Nhập khẩu các bác nhé, ghế da hai màu. Siêu phẩm CDX số tự động của em Hương đây ạ, ghế da hai màu, túi khí an toàn, phanh ABS này. Cửa lóc xịn sò luôn, 238 triệu là có CDX đi rồi. 238 triệu đây ạ, xe cực ngon luôn các bác nhé. Nếu như các bác đang xí xe Vios thì cảm giác nó trầm ổn, nó kiểu là chững chạp. Thì đi sang dòng CDX cảm giác nó lướt hơn, nó khỏe khoắn, nó năng động hơn nhiều các bác ạ. CDX đây anh Hùng Xuân, Phạm Hùng Xuân ơi. À Phạm Xuân Hùng ơi. CDX đời 2009 nhập khẩu giá chào bán 238 triệu. Bao rút hồ sơ, thương lượng lộc lá thêm. Thương lượng lộc lá thêm cho mình nhé. Còn nếu như bác nào thích số tự động mà dòng của xe nhà Kia thì em có một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu đây. Kia Rio số tự động nhập khẩu nguyên chiếc em này, máy số zin, sơn zin đẹp. Lên đèn bi, giải đèn nét và có đèn gầm đầy đủ. Kia Rio biển 23, nước sơn màu trắng, nhập Hàn nguyên chiếc. 390 triệu đời 2015, động cơ trang bị 1.4 số tự động đây ạ. 390 triệu đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10/2023. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Rất là nhiều dòng xe đẹp đang được chào bán bên em Lê Hương đây. Kia Rio đây ạ, 390 triệu số tự động. Còn nếu như bác nào có vài chục triệu muốn đi xe 5 chỗ số sàn thì em có Spark này. Em này là một là màu gọi là màu xanh lá mạ hoặc là màu xanh cốm này. Spark 85 triệu đời 2009. Hay một chiếc xe máy đi gia đình nếu như mà mưa bão như hôm qua ở Hải Dương. Thì nếu như các bác mà đi xe máy thì không thể đi được. Xe máy đi nó còn quật đổ cả người cơ nên là không thể đi được. Ô tô của em Hương ở chấp mọi địa hình luôn. Còn đây là chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch mà tối hôm qua mưa quá em Hương không thể đi xe máy được thì em phải đi ô tô. Đón mấy chị gái nhà mình đi làm công ty về đây.
Một chiếc xe Y30 bản Crown cao cấp phun kịch biển Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp đời 2009 nhập khẩu 1.6. Em Hương đang bán là 308 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 300 triệu tròn trên livestream cho bác nào đang xem. Nếu như mà đi Y10 mà ngắn quá thì đi Y30 đi ạ. Màn hình ZTEC, tổ hợp phím bấm nghe ngoại khẩu lạnh trên vô lăng. Sấy sợi ghế đầy đủ luôn nhá. Sấy sợi ghế đầy đủ luôn. Nhiều bác thắc mắc là phanh tay em này đâu thì đây. Phanh tay của em này sẽ nằm ở đây nha các bác nhá. Sẽ dập ở đây này. Đấy. Siêu phẩm hạng sang bản phun kịch nó khác lắm ạ. Cửa lóc đầy đủ 308 triệu trên livestream còn 300 triệu. Tối hôm qua em quay một video ngắn thôi. Đi rời mưa chiếc xe Y30 êm du du. Không phát ra một tiếng động, ngồi trong xe điều hòa mát lạnh. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. 5 chỗ ngồi gầm cao thì hôm nay em còn cập nhật được một chiếc xe Ford EcoSport nữa này. Nhưng mà em chỉ quay qua thôi, chiều nay thì mới có giá nhé. Ford EcoSport bản Titanium cao cấp này. Đấy, một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nữa đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao. Giờ mới về, bẩn quá. Chưa rửa dọn gì nên là chưa dám lên sóng. Không nhìn nó bẩn quá, nó mất cái hay của cái xe của em. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Chào chị Ngọc Xuyến, chị Xuyến ơi, chia sẻ cho em gái Hương đi nào. Chào bác Nguyễn Duy Khánh, chào anh Nguyễn Thượng Luận, chào anh Khẩn Bùi, chào anh Lê Văn Cường, chào anh thành phố Hải Phòng. Chào bác Sim Vũ, chào bác Nguyễn Dấu này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Vừa rồi bác nào có hỏi em về Y10 thì không chỉ sở hữu một dàn xe Y10 hatchback. Em còn sở hữu được một dàn xe đây. Ôi dồi ôi, chiếc Y10 này vừa mới sáng hôm qua về là em cọc rồi. Grand Y10 bản đủ hai đầu cọc rồi. Anh Phạm Xuân Hùng, 200 chốt được không để em đấm ui, làm sao mà được anh. Trên livestream ngày hôm nay, nếu như mà anh Phạm Xuân Hùng chốt chiếc CDX nhập khẩu của em Hương 238 còn 228 triệu bao rút hồ sơ. Rút hồ sơ bây giờ cũng mất tầm mất 4 triệu rồi. Bao rút hồ sơ lại còn bớt luôn 10 triệu đồng, tức là bớt gần 15 triệu rồi. 15 triệu rồi. Nếu như mà không bao hồ sơ, bớt luôn trực tiếp trên livestream cho anh Phạm Xuân Hùng 15 triệu là còn bao nhiêu tiền nhỉ? Là còn 222 triệu anh nhá. Không bớt nhiều được đâu anh ạ. Bớt như thế là giá người nhà, giá yêu thương rồi. Bình thường một em chỉ bớt 5 triệu thôi, nhưng trên livestream lúc nào em Hương cũng tơi luôn. Để các bác nhà mình có động lực chốt trên livestream của em Hương nhá. Anh Phạm Xuân Hùng để lại số điện thoại cho em kết nối Zalo lên một chút nữa đi thì mới vào việc được. Chào anh Hoàng Đình Thuyên, chào bác Trai Nghèo, chào bác Quang Thảo, chào bác Hoài Quyền. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bên đây thì em còn một, chào bác Ít Ni à. Chào, bên đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze biển 99, nước sơn màu đen đẹp, form dáng rất là cứng cáp luôn. Bản lắp ráp trong nước, số sàn. Trang bị động cơ 1.6 cờ đuôi số sàn. Em Hương đang bán là 245 triệu. Nhìn bên ngoài đã đẹp rồi, nội thất bên trong nhìn cũng rất là xinh luôn. Ghế da các bác nhìn này, cái chất da của ghế này nó căng nó mịn như thế này cơ mà. Vô lăng xịn sò, bọc thêm một cái áo da rất là chất luôn. 245 triệu Chevrolet cờ đuôi số sàn, động cơ 1.6 đời 2011, túi khí an toàn, máy số thì cực ngon. Hình thức bên ngoài thì không phải chê một điểm nào, nhìn rất là sang. Bản sedan hai đầu rất là đẹp luôn ạ. Chevrolet Cruze ạ. Hàng ghế này, phía sau hàng ghế kia cũng có một cái cổng sạc 12V. Sedan hai đầu cực kỳ rộng rãi luôn. Chevrolet Cruze đời 2011, giá chào bán 245 triệu. Trang bị động cơ 1.6 các bác nhé. Biển 99 ạ. Chào bác Nhượng Đỗ, chào bác Ngọc Lệ này. Bên đây 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe Honda CRV. Em Hương đang sở hữu hai chiếc xe Honda CRV. Chiếc này là đời 2009 nhập khẩu. À, bản này lắp ráp trong nước. Bản lắp ráp trong nước, giá chào bán 408 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao. Lên đèn bi, đèn pha này, đèn gầm cũng là đèn bi. Phía trước có 4 mắt cảm biến va chạm. 408 triệu trên livestream còn 400 triệu tròn. Cho những bác nào đang quan tâm về dòng xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Cửa lóc đầy đủ, ghế da zin, máy số cũng là zin luôn các bác nhé. Máy số zin đẹp, màn hình giải trí, điều hòa auto, số tự động đẹp. Túi khí an toàn trang bị đầy đủ rồi. 408 triệu còn 400 triệu tròn trên livestream cho những bác nào đang quan tâm về dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao CRV của em Hương đây ạ.
Vừa rồi anh nào hỏi em Vios thì em Hương có Vios này. Một chiếc xe Vios đời 2009 với nước sơn 37 với biển số 37, nước sơn màu đen. Biển số quá là phát luôn. 3338 này. 185 triệu đời 2009 cho chiếc xe Vios, động cơ trang bị 1.5. Vios số sàn đây ạ, lên màn hình giải trí đầy đủ rồi. Vô lăng các bác nhìn lại, bóng đẹp không hề rách vỡ nhé. Ghế da cao cấp có Vios của em đi. 185 triệu có xe Vios đi rồi. 185 triệu là có xe Vios đi rồi các bác ạ. Em chào anh Dương Kết này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Em xin phép em bỏ cái gậy ra, gậy của em Hương hết pin. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé các bác nhé. Em phải cầm bằng tay rồi. 150 triệu không làm trả góp được anh ơi. Nếu như mà muốn làm trả góp, thứ nhất là xe của mình phải trên 300 triệu. Thứ hai là đời xe là đời 2015 trở lên. Ngọc ơi, cấp cứu chị mấy? Cắt đồ chị đi mấy? Hết pin. 150 triệu chưa làm trả góp được anh ạ. Phải là 300 triệu và đời xe từ 2015 trở lên thì mới làm trả góp được. Có chiếc xe nào 300 trở lại số tự động? 300 trở lại số tự động. Một chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch mà tối hôm qua em Hương đi rất là nhiều khách hỏi này. 308 triệu nếu như trên livestream bác nào chốt xe số tự động tầm 300 triệu. Em Hương có xe Hyundai i30 bản Crown cao cấp full kịch. Ba mắt cảm biến va chạm phía sau, sấy sợi ghế có đầy đủ rồi. Một chiếc xe phân khúc hạng sang bản cao cấp các bác nhìn này. Ghế da zin, máy số thì cực ngon luôn. Anh Đỗ Nhượng ơi, i30 anh nhá. Cửa lóc đầy đủ, màn hình ZTEC, điều hòa auto tự động cho em, sấy sợi ghế. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Anh Đỗ Nhượng để lại số điện thoại cho em. Để lại số điện thoại cho em là sẽ có xe số tự động đi này. 308 triệu còn 300 triệu. 300 thì trả cước tiêu bao nhiêu tiền? Anh nếu như là 300 thì ví dụ như mà anh vay thì sẽ hỗ trợ được cho mình 50% giá trị xe nhé. Còn anh Đỗ Nhượng ơi, bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009 nhập khẩu 1.6 số tự động. Em Hương bán là 238 triệu. Trả trước 50% anh nhé. 238 triệu có xe CDX nhập khẩu số tự động, cửa lắp đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em Hương các bác này. Đấy, các bác nhìn này, số tự động đẹp như thế này cơ mà. Siêu lướt cho em Hương. Chào anh Lê Trung Hiếu này. Còn nếu như tầm tiền trên 300 thì em còn có Kia Rio số tự động đời 2015, máy số zin và full đồ, bản nhập Hàn nguyên chiếc. Kia Rio với nước sơn màu trắng đẹp này em Hương đang bán là 390 triệu. 390 triệu thôi ạ. Anh trai nghèo để lại số điện thoại cho em. Anh Đỗ Nhượng ơi, để lại số điện thoại cho em. Kết nối qua Zalo cho em có hotline 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nó sẽ rõ hơn nhé. Chào anh Toản Lô nào. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc Chevrolet Cruze. Cruze được sản xuất vào năm 2012, nước sơn màu trắng đẹp, biển 34, bánh đậu xanh. Em đang bán là 258 triệu số sàn nhé. Cruze số sàn này 258 này, đời 2012. Cruze số sàn 2011 245 triệu, đều là bản sedan 2 đầu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Lacetti SE đời 2009 nhập khẩu 1.6, 210 triệu đồng đến từ nhà Daewoo nhé. Lacetti SE đây ạ. Chào anh Bùi Công Tuấn này, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Bên đây thì còn có một chiếc Spark Van đăng ký 2 chỗ ngồi 85 triệu. Lacetti EX 150 triệu bản sedan 2 đầu, một chủ tư nhân từ mới biển Hà Nội. Có Lacetti EX đi này, nếu như 100 triệu mà các bác kén biển Hà Nội mà form dáng đẹp thì em có đây nhá, Lacetti EX này. Y10 thì một dàn Y10 màu trắng và màu bạc, Y10 màu đỏ là một chiếc duy nhất nhá. Y10 màu đỏ nhập khẩu đời 2015, giá chào bán là 215 triệu nhập khẩu 1.0. Nước sơn màu đỏ đẹp, có Y10 của em Hương đây ạ. Y10 màu đỏ đẹp đây. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, bản này là bản thiếu này. 215 triệu Y10 2015. Bên đây cũng có một chiếc xe Y10 nhập khẩu, nhưng em này là màu trắng nhá, bằng đời và bằng tiền luôn.
Động cơ 1.0 số sàn i10 màu trắng biển 34 bánh đậu xanh. 215 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015 màu trắng này. 215 triệu cho chiếc xe i10 2015 màu đỏ đây ạ. Chào bác Nguyễn Ngọc Cường này. Đừng quên những lượt chia sẻ nào. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Chào bác Khủng Hồng. Chào bác Xuân Cường. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe i10 2016 nhá. Em này cũng là bản nhập khẩu. i10 2016 268 triệu. Lước sơn màu trắng đẹp, ốp hết mạ chrome cao cấp, đèn này, tay lắm cửa rồi. i10 sàn sedan thì em còn một chiếc bản thiếu nhá. Đời 2015, 250 triệu anh nhá. Còn một chiếc bản đồ thì sáng nay em nhận cọc rồi. Chào anh Phạm Tuấn này, anh Cường Nguyễn Ngọc ơi, em có i10 bản sedan nhá. Đâu nhỉ? Con đấy cọc rồi. Con bản thiếu ấy. Rất là nhiều xe, em chào anh Ngô Bá Hùng, chào anh Tuấn Hùng, chào anh Phạm Tuấn này. i10 à, trước i10 đấy thọ thì em nay đi công vụ bắt xe rồi. Nay đi chiếc xe i10 đấy đi bắt xe rồi. Bên đây thì em còn chiếc mà anh Cường Nguyễn Ngọc ơi, Nguyễn Ngọc Cường ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết về chiếc xe i10 sedan. Một chiếc duy nhất bên em trong một rừng hatchback thì chiếc sedan đấy là mọc lên là một cái thương hiệu lớn luôn. Một chiếc duy nhất là có thôi. Bên đây thì em còn có một MV Ớt màu trắng đẹp đời 2011, động cơ 1.5. Giá chào bán là 210 triệu đồng cho chiếc xe V Ớt màu trắng ạ. V Ớt thì em còn đời 2009, 2010 và 2011 nhá. Bên đây là một chiếc xe Mẹc C250, em này cũng là bản Blue cao cấp này. Mẹc C250 đời 2010, giá chào bán là 388 triệu. Số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước. Mẹc C250, 388 triệu. Cảm ơn anh Tuấn Hùng, tuyệt vời quá đi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Ở đây bác nào mà đang quan tâm về Accent thì em Hương có luôn nhé. Accent số tự động màu trắng đời 2015, bản Blue cửa lóc số tự động đẹp, 383 triệu. Accent màu xanh đời 2012, cũng là bản nhập khẩu 1.4 số tự động, 355 triệu. Accent này là 355 triệu này. Accent này là 383 triệu này. Rất là nhiều Accent luôn. Ăn cơm đi. Bên đây thì em còn có một em Santa Fe bản Gold máy dầu nhập Hàn nguyên chiếc. Santa Fe bản Gold 7 chỗ ngồi giá rẻ lại còn là máy dầu. Bác nào mà công trình, công trường hay mua về chở thợ gì rất là ok. Chinh phục được mọi địa hình với cặp chân dài của em nó như thế này nhá. Lước sơn là màu vàng cát đẹp. Santa Fe bản Gold máy dầu giá chào bán 225 triệu. Cắt luôn trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 215 triệu. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. 215 triệu bản Santa Fe bản Gold máy dầu. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Em mới đi được 1/3 của buổi livestream thôi. Còn nhiều xe lắm ạ. Chào bác Vũ Thùy. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Bên đây thì em Hương có một chiếc Mazda biển 15 Hải Phòng với lước sơn màu xanh xám này. Mazda 3 đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6 này. Số tự động 1.6 em Hương đang bán là 310 triệu. 310 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 3 của em Hương đời 2009 này. Chào anh Hà Nguyễn nào, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Bên đây một chủ tư nhân máy số ngon là em có Corona Antit. Corona Antit nó lồi đồng cối đá rồi. Đời 2010 số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 395. Còn 385 trong không cơm à? Còn 385. Lước sơn màu đen đẹp nhé. Một chiếc xe hạng sang Corona Antit đây ạ. 385 triệu các bác nhìn mâm này. Phanh ABS đầy đủ rồi. Số thể thao, xe form dáng thể thao thì em còn có Kia Cerato. Kia Cerato biển Hà Nội, lước sơn màu trắng đẹp, 4 mắt cảm biến va chạm phía trước này. Đèn bi salon, đèn gầm, xi nhan trên gương. Cerato đời 2017, bản lắp ráp trong nước, sơn xi quá là sạch đẹp, máy số thì ngon. Lộ thất bên trong nhìn đẹp luôn ạ. i10 tự động 2018 thì em đang tạm hết nha anh nhé. Em còn 2015 màu trắng có i10 tự động anh nhé. Còn 2015 số tự động anh ạ, bản hatchback, còn bản sedan hai đầu thì không còn rồi. Ở đây thì em có chiếc xe Kia Cerato này. Có ga tay tự động Blue Control, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng luôn các bác nhé.
Đấy, số tự động đẹp. Tắt bật cảm biến 488 triệu màn hình giải trí, ghế chỉnh điện. Xe thể thao cửa lóc đẹp như thế này, chất ghế da các bác nhìn này. Em đảm bảo bác nào mà đang tìm dòng xe Kia Cerato thì nhìn đến xe của em Hương Phát là yêu luôn. Một dàn lốp dày dặn theo xe, 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng, lướt sơn màu trắng đẹp. 488 triệu đời 2017 cho chiếc xe Kia Cerato của em Hương full kịch rồi. Full kịch rồi ạ. Còn nếu như Mazda thì em Hương còn có này. Mazda 6 đời 2004. Biển 37, Mazda em Hương bán có 178 triệu thôi. Máy số ngon, sơn xi sạch đẹp. Form dáng chuẩn cán bộ luôn. 178 triệu cho chiếc xe Mazda 6 của em Hương ạ. Dưới 300 triệu số tự động. Biển 37 màu trắng đẹp, form dáng hatchback. Em Hương còn có một chiếc xe Ford Fiesta. Ford Fiesta đời 2013, động cơ trang bị 1.6 nhé. Xin nhan trên gương, ốp hết mạ chrome tay lắm cửa rồi. Một siêu phẩm Ford Fiesta đây, lên màn hình giải trí rồi. Xe rất là đẹp, dòng Ford bây giờ, ngày xưa các bác nghĩ là dòng Ford thay linh kiện là sẽ bị tốn, không phải đâu ạ. Dòng xe Ford thì rất là bền. Thứ nhất là đã bền rồi, thứ hai mà nói là mà về để tốn thì bây giờ tất cả những cái chi phí của nó rất là đơn giản thôi ạ. Ford Fiesta dưới 300 triệu, 295 triệu có Ford Fiesta số tự động đời 2013 đi. Lước sơn màu trắng đẹp, bản hatchback nhưng không hề ngắn như Morning đâu, mà dòng Ford nó vẫn thon dài xinh xắn luôn. Ford Fiesta phanh ABS chống bó cứng, hai bánh trước xi nhan trên gương, 295 triệu, tức là dưới 300 triệu rồi. Bác nào có 300 triệu mà đi mua xe số tự động bên em Hương thì Mazda này, Ford Fiesta này, CDX này và CDX và Kia Morning nhập khẩu nhá. Rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe La City SE đời 2009 bản nhập khẩu đây. Lước sơn màu đỏ cherry đẹp. Biển 34 bánh đậu xanh, động cơ 1.6, 218 triệu, máy số thì ngon, sơn xi sạch sẽ. Cam 360 đầy đủ rồi, xi nhan trên hồng, một dàn lốp dày dặn, mâm rất là đẹp luôn. Chào anh Nguyễn Đức Thiện, chào anh Lam Trần, chào anh Lê Bá Lê Quyết Tiến này, chào anh Sơn Tôm nhé. La City SE màu đỏ này, màn hình giải trí đầy đủ rồi, cam 360 luôn. 218 triệu có bản sedan hai đầu đi và là màu đỏ đẹp này. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10 bản đủ đời 2017, em này lắp ráp trong nước số sàn. Động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 285 triệu cho chiếc xe i10. i10 ở Kia Morning nhập khẩu của em Hương đời 2009, biển thủ đô Hà Nội, số tự động đẹp 225 triệu. Biển Hà Nội anh Quyết nhá, anh Quyết Tiến ơi. Morning nhập khẩu tự động đây ạ, đời 2009, 225 triệu. Máy số thì ngon luôn, em bao cam kết cho mình. Em bao cam kết cho mình. 225 triệu lên La Răng Hoa Mai, một dàn lốp dày dặn này. Xin nhan trên gương. Lên xe tầm 500 đi chị. Đợi em một chút nhanh nhá. Kia Morning này anh Tuyến Quyết này, để lại số điện thoại cho em để tiện tư vấn này. Hoặc kết nối qua Zalo 0354602790. Nhập Hàn nguyên chiếc Kia Morning, sấy sợi ghế có, sấy sợi kính có, số tự động đẹp. 225 triệu. Nếu như mà có tầm 500 thì em sẽ giới thiệu cho anh một chiếc xe dưới 500 trước mà em rất là ưng ý này. Là một chiếc xe Kia Cerato nhá, anh Tôm ơi, anh Sơn Tôm ơi. Kia Cerato bản lắp ráp trong nước đời 2017, số tự động đẹp. Biển thủ đô Hà Nội, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Xi nhan trên gương, đèn bi đầy đủ rồi. Phanh ABS chống bó cứng. La răng cũng là dạng hoa nhưng là hoa cúc đời mới này. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng 488 triệu, chưa đến 500 triệu. Có ga tay tự động cruise control này. Tổ hợp phím bấm khẩu lạnh trên vô lăng, đề lổ thông minh, cửa lóc đầy đủ nhá. Anh Sơn Tôm để lại số điện thoại cho em. 488 triệu cho chiếc xe Kia Cerato. Còn nếu như tầm 500 anh muốn đi bán tải thì em có hai chiếc trên 500 một chút. Và 500 đi xe 5 chỗ, form dáng đẹp thì em có Mazda 3 đời 2017, form dáng mới, phanh tay điện tử và hai chế độ lái. Zin đẹp toàn xe luôn. Chiếc Mazda màu đỏ này của em Hương đây ạ. Đời 2017 nhá. Phanh tay điện tử, hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. 555 triệu đời 2017 đây ạ. Mazda 3
bao Tết hãm toàn quốc cho mình, chào bác Lan Hồng, chào bác Phú Đình Quang, chào bác Nguyễn Thị Hà. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em và để lại số điện thoại cho em. Còn nếu như tầm tiền 500 thì em còn có Kia Sportage nhé, phiên bản giới hạn biển thủ đô Hà Nội, 5 chỗ ngồi gầm cao. Nếu như các bác là thanh niên đi quá là ok luôn. Bản limited số tự động đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh, sấy sợi ghế, điều hòa ghế hai vùng 466 triệu. Cả 4 bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng cho em. Zin đẹp toàn xe, một chủ tư nhân, gia đình sử dụng, gốc Hà Nội luôn các bác này. Kia Sportage bản limited, bản phiên bản giới hạn đây, 466 triệu. Lên bán tải em xem. Vâng anh ơi, chào bác Phong Vương này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Tầm 500 và hơn 500 thì em có bán tải máy dầu 2 cầu số tự động. Một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu số tự động. Thanh liên đi được quá là chuẩn chỉ rồi. Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh cuối tháng 12/2017. Giá chào bán là 535 triệu, máy dầu 2 cầu số tự động, gốc Hà Nội, một chủ sử dụng. Lên đèn bi và có giải đèn led rồi. Sơn si bên ngoài là 95% là sơn zin. Một dàn lốp đẹp theo xe, phanh ABS chống bó cứng này. Xin nhan trên gương. Em bán tải này 2 cầu máy dầu số tự động thì đã lên thùng cao rồi. Nên các bác về không cần phải làm thùng nữa, cứ thế là đi thôi. Cái thùng này là bác chủ cũ làm rồi, nên là em tặng miễn phí cho bác chủ nào thứ hai mà khi mà sở hữu nhá. 4x4 tức là 2 cầu. Và em này là máy dầu số tự động đẹp này. Lên thùng cao hết rồi này. Sơn si zin bên ngoài 95%. Nội thất là 100% là zin đẹp luôn. Khóa cửa rồi. Xin nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, màn hình cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ, 2 cầu. Tùy vào cung đường mình đi có thể chỉnh cầu leo hay cầu hát, các bác có thể chỉnh cho em này. 535 triệu 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Còn 535 triệu là một chiếc xe bán tải Nissan Navara đời 2017, số tự động hết. Lước sơn màu trắng đẹp, em này cũng là biển thủ đô Hà Nội. Nhưng mà em này là một cầu nhá. Nissan Navara nhập khẩu một cầu số tự động. Giá chào bán là 535 triệu, lước sơn màu trắng. Dù là bà phong thủy các bác hợp màu nào thì trắng hay đỏ em đều cung cấp đủ cho mình. Xin nhan trên hương, kệ bước chân lên xuống. Em bán tải D-Max kia thì lên thùng cao, của em bán tải Nissan Navara thì lên thùng thấp. Tùy vào mục đích mình sử dụng, nói chung cái thùng này là miễn phí rồi. Cái thùng này là bác chủ cũ làm luôn rồi nên em để cho mình. Chứ nếu như các bác mua bán tải về mà đi công việc mà chưa lên thùng, lại phải mất phí thêm làm thùng, mất tầm 20 triệu đô đấy. Nên là cái bán tải này là tặng luôn cái thùng cho mình luôn các bác nhé. Ghế da hai màu, màn hình giải trí. Em Navara này là một cầu số tự động 535 triệu. Isuzu D-Max là hai cầu máy dầu số tự động đẹp là cũng là 535 triệu, đều là số tự động và máy dầu. Anh Sơn Tôm ơi, để lại số điện thoại để em tiện tư vấn cho mình nhé. Tầm 300 triệu số tự động thì em Hương còn có một chiếc xe Mazda 2. Mazda 2 được sản xuất vào năm 2012, nước sơn màu xanh đẹp, biển Hà Nội. Giá chào bán 298 triệu, động cơ 1.5, số sàn, số tự động, 5 chỗ ngồi, động cơ 1.5 đây. Mazda 2 298 triệu. Tầm kinh tế 300 triệu thì rất là nhiều sự lựa chọn khi mua xe số tự động này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Cerato Coupe, hai cánh cửa nhưng mà đăng ký là 4 chỗ ngồi. Hai cánh cửa em này là form thể thao. Kính không có viền, gương kính auto cho em. Kia Cerato Coupe hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, cửa lock đầy đủ, số tự động đẹp, nhập khẩu đời 2009. Em Hương đang bán là 335 triệu. Chỉ nhô trên 300 thôi là đi được xe thể thao rồi các bác ạ. Bây giờ các bác thanh niên đi làm mà muốn mua xe ô tô quá đơn giản luôn. Hơn 300 triệu có xe thể thao đi. Lên La Răng Hoa Mai rồi, form dáng đẹp, cửa lock đầy đủ, động cơ 1.6 ạ. Chào bác Phú Phong Vương, chào bác Lê Hiệu, chào bác Nguyễn Ngọc Xuyến, chào bác Đỗ Dung, chào anh Nguyễn Toàn, chào anh Trần Trọng Lích và anh Phạm Phúc ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Bên cạnh Kia Morning và mút sơn màu bạc số tự động thì em còn có một chiếc xe Morning nữa đây. Kia Morning đời 2016, giá chào bán 215 triệu. Morning em full 3 màu luôn, đều là đời 2016 và đều là 215 triệu. Trắng có này, xanh có này, vàng có này. Rất là nhiều sự lựa chọn. Bạc thì là số tự động nhá. Số tự động nhập khẩu Morning gốc Hà Nội lên La Răng Hoa Mai 225 triệu.
Bên đây thì còn có một chiếc xe số sàn form dáng sedan nhập khẩu đẹp. Một chiếc xe Lacetti SE đời 2010 đăng ký 2011 biển 21 này. Form dáng sơn si bóng bẩy luôn. 220 triệu cho chiếc xe Lacetti SE. Nhập khẩu các bác nhé, động cơ 1.6 ngập nhập Hàn nguyên chiếc đây. 220 triệu. Ford Fiesta số tự động đẹp 295 triệu đời 2013 mới về đây ạ. Ford Fiesta mới về cập bến trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Chào anh Nguyễn Quốc Dũng và chào anh Lê Hiệu, chia sẻ cho em đây Hương ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động giá rẻ thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Carens. Kia Carens 7 chỗ ngồi đời 2010 bản lắp ráp trong nước em đang bán là 270. Trong buổi báo giá ngày hôm nay để chiếc xe Kia Carens này còn 260 triệu thôi ạ. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Bên cạnh chiếc xe Kia Carens thì còn có một chiếc xe phân khúc hạng D siêu sang luôn. Một chiếc xe Ford Mondeo phân khúc hạng D xịn, 4 bánh đều trang bị là một bộ mâm đúc xa, mâm rất là đẹp. Phanh ABS chống bó cứng, cửa lóc đầy đủ, máy số zin, ghế lái chỉnh điện đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán này 185 triệu cho chiếc xe Kia, cho chiếc xe Ford Mondeo. Ford Mondeo ghế chỉnh điện cho em nhé. Form dáng đời rất là chất luôn. 185 triệu có Kia, có Ford Mondeo đi ạ. Biển 99 này. Chào bác Ngọc Khang, chào bác Eva Hà My, chào bác Bùi Văn Tùng. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Lacetti EX máy to, biển 37, nước sơn màu bạc 2009, số sàn. Động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán là 150 triệu này. Bên đây số tự động thì em còn có ghét nhá. Ghét nhập Hàn, máy số ngon, thân vỏ cứng cáp này. Ghét đời 2007 nhập khẩu số tự động 1.4. Em Hương đang bán là 188 triệu ạ. 188 triệu có xe ghét tự động đi. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi. Livestream quá là ok luôn. Tầm hơn 100 triệu có nhiều sự lựa chọn lắm chị ạ. Ford Mondeo này. Ford Mondeo bản D, phân khúc hạng D, hạng xịn nằm có 185 triệu số tự động này. Lacetti EX 150 là chiếc ghét vàng tự động kia là 188 triệu này. Cầm đến bên em Hương 200 triệu, chị chọn một trong hai chiếc xe này, một trong ba chiếc xe này nhé. Quay chị xem Lacetti à. Lacetti thì em có nhiều màu này, màu đỏ này, màu đen này. Chiếc xe Lacetti màu đen này là đời 2010, đăng ký 2011, 220 triệu chị nhé. Còn một chiếc nữa là cũng có 210 triệu thôi. Cùng em xem hết livestream sẽ quay cho mình. Chào bác Phạm Trung Nghiêm này. SE bên đây, Lacetti SE em cũng có đây. 218 triệu nhập khẩu, 1.6 số sàn. 218 triệu cam hành trình, có cam 360, màn hình giải trí rồi, nước sơn rất màu đẹp. Thanh Liên đi quá chuẩn luôn, cái sơn nó rất là yêu luôn. Bên đây thì em còn có Captiva nhé. Captiva được sản xuất vào năm 2007, số tự động đẹp em này, 7 chỗ ngồi gầm cao. Số tự động 228 triệu, biển Hải Phòng có Captiva đi này. Một chiếc xe Honda Civic biển Hà Nội 4 số một chủ từ mới này. Civic đời 2008 số sàn em Hương đang bán là 228 triệu. Nói về dòng Honda Civic thì các bác nhìn quá lỡ thôi rồi đúng không ạ? Còn nếu như các bác mà nghĩ xe mẹt, em có xe Spark 80 triệu anh Phạm Trung Nghiêm nhé. Spark màu xanh 80 triệu. Anh Phạm Trung Nghiêm để lại số điện thoại cho em có Spark này. Spark là 80-85 triệu anh ạ. Còn bên đây thì nếu như các bác nghĩ rằng xe mẹt là đắt thì không có đâu. Một chiếc xe mẹt xe 200 của em Hương có 140 triệu thôi. Xe mẹt 140 triệu gốc Hà Nội mà số tự động đẹp luôn. Anh Phạm Trung Nghiêm để lại số điện thoại cho em được không ạ? Bên đây là Captiva này, bán tải này, bán tải 535 triệu, máy dầu số tự động 2 cầu. Bên đây Captiva 2007 215 triệu, 7 chỗ ngồi số sàn. Vios thì em còn có Vios bản E xịn đời 2009 208 triệu. Vios bản Limo 2010 206 triệu, làm tròn luôn 200 triệu một chiếc Vios này. Làm tròn luôn 200 triệu một chiếc Vios này. Anh Đỗ Nhượng ơi, để lại số điện thoại cho em rồi đúng không ạ? Một chút nữa xuống livestream thì em sẽ kết nối cho anh Đỗ Nhượng nha. Anh Đỗ Nhượng vừa đang quan tâm mẫu xe gì nào nhỉ? Vừa rồi
thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em, mà bây giờ cũng là qua 12 rưỡi rồi. Vị trí em cũng báo giá được hơn một tiếng rồi. Bên em thì rất nhiều dòng xe từ Kia Morning, Hyundai i10, CDX nhập khẩu hay những dòng xe như Mazda hoặc 5 chỗ ngồi gầm cao và bán tải thì em Hương rất là nhiều. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Accent thì em Hương mới về thêm một đôi rất là đẹp này. Accent số tự động này, màu xanh này. Accent số tự động màu trắng này. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Kia Cerato cũng có này. Và nhiều hơn là Innova 7 chỗ ngồi để các bác nhà mình sau đợt dịch giã ổn định rồi thì các bác có thể chạy dịch vụ nhé. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Và em cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả khách hàng đã cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối Zalo cho em 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì có lẽ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Và 11 giờ ngày mai cũng như là 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ báo giá trực tiếp trên fanpage của em. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng. Vào chiều nay em sẽ lên sóng rất là nhiều dòng xe mới, em sẽ làm video chi tiết về xe này. Cũng như là ngày mai sẽ lại lên sóng vào lúc 11:30 nhé. Em chào anh Hải Trần này. Đừng quên những lượt chia sẻ và kiểm tra xem là em Hương đã mời mình thích trang chưa. Ấn nút thích trang và đăng ký kênh của em Hương để khi mà em Hương có lên sóng báo giá livestream hoặc là up những video về xe lên mà mình có tầm tiền hoặc là mục đích sử dụng của mình thì alo cho em ạ. Đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả những khách hàng của em vào những buổi livestream tiếp theo ạ. Đã. Anh Tuấn Nguyễn ơi, nhà em có Innova nhiều lắm ạ. Hiện tại bây giờ em đang sẵn 5 đầu xe Innova, giá chỉ từ 300 triệu quay đầu thôi, hơn 300 triệu thôi. Innova bản G, Innova bản E đều có nhé. Để lại số điện thoại cho em nhé anh nhé. Anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, để lại số điện thoại thì em sẽ tư vấn cho mình về chiếc xe Innova bên em Hương. Bản G có này, bản E có này, tất cả đều là số sàn, tư nhân dự động, không taxi và có những xe không khoan động rất là đẹp luôn. Bây giờ thì hơi muộn rồi, em xin phép được dừng live stream ở đây để xuống dùng cơm đây. Anh Nguyễn Tuấn Anh để lại số điện thoại cho em nhé. Chào chị Lâm Hương. Chào bác Hải Trần này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.